Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi, ở trong đây con được thấy thầy ghi là sống thuận pháp, pháp đến đi thế nào tánh thấy cũng thông dong tự tại, đó là sống tùy duyên vô ngại. Thưa thầy, thầy cho con hỏi là hồi nãy thầy có lấy cái ví dụ là hai người cùng đi vào rừng để mà lấy củi về xây nhà. Nếu người nào cũng muốn tranh giành để cái số củi của mình nhiều hơn người khác thì chắc chắn là sẽ có chiến tranh. Như vậy xin thầy có thể dùng cái câu sống thuận pháp tùy duyên vô ngại để thầy dạy cho con, trong trường hợp nếu con là một trong hai người hàng xóm đó và nếu đối diện với chiến tranh, con sẽ phải làm gì để đúng với lại thuận pháp và tùy duyên. Con xin cảm ơn thầy. Nếu như một người mà có nhu cầu thật sự, nếu như một người có nhu cầu thật sự mà đi vào rừng để mà lấy gỗ, chứ người đó không phải là vì tham sân si gì hết á, mà người đó thực sự là có nhu cầu á, thì cái người đó sẽ vào trong rừng lấy gỗ và sẽ gặp một người kia cũng vào rừng lấy gỗ. Mà nếu không phải là vì tham sân si thì hai người sẽ giúp nhau, là một mình anh làm được đâu, tôi với anh sẽ là, đây là một thực tế trong sự tương giao này. Bây giờ anh với tôi hợp tác với nhau để mà làm thì như vậy là nó sẽ là lấy gỗ dễ hơn. Còn nếu như chỉ có một cái cây gỗ thôi mà hai người cùng có nhu cầu mà hai người cũng chẳng có tham sân gì cả, thì lúc đó người ta sẽ sống, người ta sẽ chia nhau đem về để làm. Thì như vậy là người, nếu một cái người mà sống sáng suốt định định trong lành thì cái người đó sẽ tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, có thể là hoàn cảnh đi lấy gỗ, có thể là hoàn cảnh làm việc trong công sở, có thể là tất cả mọi chuyện. Nhưng mà khi một người sáng suốt định tĩnh trong lành thì người đó sẽ tùy cái duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên tức là tùy cái điều kiện đó đó, cái điều kiện đi lấy gỗ hay là điều kiện cùng làm một công việc hay là điều kiện chia sẻ cái gì đó đó, thì sẽ tự nhiên sẽ là làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu đó là phát xuất từ tham sân si thì nó lại khác. Bây giờ ví dụ như là hai vợ chồng lấy nhau và lấy nhau về thì hai người là tôn trọng lẫn nhau, người nào cũng sống sáng suốt định tĩnh trong lần tìm hiểu lẫn, hiểu biết lẫn nhau thì sẽ là không có những cái mà đổ vỡ, không có những cái đụng chạm. Nhưng mà khi người nào cũng có cái tham sân si riêng của mình thì chắc chắn là sẽ có đụng chạm, người thích cái này người thích cái kia thì nó sẽ có đụng chạm. Như vậy á, thì chính cái tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là tùy trong cái điều kiện mà mình đang sống. Mà khi trong điều kiện mà mình đang sống đó mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là sáng suốt định tĩnh lành, tức là cái tánh biết nó tự ứng đó, thì chắc chắn đó là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cho dù ngay trong tranh chấp, ngay trong một cái chuyện gì đó mà tranh chấp đó, thì cái sự tranh chấp đó nó cũng sẽ xảy ra rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà để cái bạn ngã tham sân si xen vào, tức là làm theo ý mình thôi, thì chắc chắn là sẽ có đụng độ. Đại khái như vậy. Cho nên á, đừng để cho cái bạn ngã tham sân si là nó điều khiển mình, mà là phải để cho cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành nó hướng dẫn mọi hoạt động của mình là tốt nhất. Cái hướng dẫn đó chính là bên đạo Thiên Chúa nói là để cho Thượng Đế lo đó. Tức là ý là như thế này. Bây giờ là cái câu đó mình có thể đổi lại là thế này: bỏ cái bạn ngã đi, cứ theo thuần pháp đi đó, tức là con làm việc của Chúa này. Thì con khi con sống thuần pháp á, thì cái tánh biết nó sẽ từ biết pháp cần làm chuyện gì, nên làm như thế nào là từ cái tánh biết nó sẽ là soi sáng cho mình làm được tất cả mọi chuyện đó. Tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, nó sẽ soi sáng cho mình biết làm được cái chuyện gì. Cái đó chính là Chúa lo. Thực ra là cũng phải Chúa nào lo hết đó. Mà chính là thứ nhất á, là pháp, bữa hôm qua hôm trước thầy đã nói rồi đó, pháp nó đã tự vận hành đúng theo quy luật rồi, và tánh biết là cũng biết rõ tất cả những quy luật đó. Vậy thì á,
con bệnh con lo làm gì nữa. Thì thầy mới nói rằng á, chính cái bạn ngã là phá học nghề bên xe pháp thì có chứ còn á không phải là không phải là mình làm được gì hết trơn á. Tất cả những cái mà mình gọi là làm được á là để thỏa mãn cái bạn ngã thôi, mà thỏa mãn bạn ngã đó thì nó lại không thuần pháp, mà không thuần pháp cho nên mình mới là phiền não khổ đau. Còn nếu mình thuần pháp đó, thì đâu có phiền não khổ đau. Nên nó phiền não khổ đau chính là do mình tạo ra, chính do cái bạn ngã đó, đó ảo tượng của bạn ngã nó tạo ra. Còn nếu mình cứ sống mà đừng có lệ thuộc vào bạn ngã, mà mình vẫn sống thuần pháp, thuần theo điều kiện tự nhiên đó, thì tự nhiên mình sẽ cảm thông, mình sẽ hiểu được. Bởi vì hệ mình hiểu mình là mình sẽ hiểu người khác. Hệ mà mình biết rõ mình đó là đói như thế nào, cái khổ của cái đói như thế nào, khổ của lành như thế nào, thì lúc đó mình thấy một cái người lành là tự nhiên mình sẽ chia sẻ cái gì đó để cho họ đắp cho ấm. Đại khái như vậy. Khi họ đói là mình chia sẻ cái ăn với họ. Cho nên đó là tốt nhất là để cho sáng suốt định tĩnh trong lành soi sáng mọi hành động nói năng suy nghĩ của mình, hơn là để bạn ngã tham sân si chi phối. Đó là ý là vậy thôi, thường pháp đó là vậy thôi. Tại vì cái chỗ chính yếu mà thầy nói là nó thế này này, là nó có sẵn hết rồi là mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành là mình sẽ thấy ra hết đó. Cho mình tìm kiếm, thực ra tất cả mọi cái nó sẽ đến với mình hết, mà là tất cả mọi giá trị nó đã có sẵn rồi, mà mình không khám phá ra. Do đâu mà mình không khám phá? Là bởi vì mình do cứ hướng ra bên ngoài. Càng hướng ra bên ngoài chừng nào là càng quên cái pháp đang là ở nơi mình. Cho nên mình không hiểu được mình, không hiểu được mọi động cơ phát sinh ra mình. Đây này, cái này là một cái chuỗi vận hành này. Cái chuỗi vận hành này là một sự tương giao. Cho nên đó, ông Krishnamurti ông mới nói là không có cái giải thoát cá nhân, mà là chỉ có giải thoát trong sự tương giao. Đây là sự tương giao này. Nếu cái sự tương giao này mà mình nắm rõ nó được, cái sự tương giao này á, thì mình biết cái khâu nào cần phải là điều chỉnh lại, thì mọi điều đều, mọi sự đều tốt đẹp. Sao? Có hiểu không? Các cái vị mà giác ngộ, người ta tập ý, người ta xem nước như là đạo, xem nước như là đạo. Nhất là Lão Tử nói rất rõ về cái chuyện nước. Thường thiền nhược thủy, tức là cái mà cái tốt đẹp tối thường đó, là thì nó giống như nước. Đặc biệt của nước á là tìm chỗ thấp, chứ không phải là đi chạy lên, không phải là chạy lên cao. Đặc biệt của nước là nó tìm chạy xuống thấp. Nhưng mà cái định luật của trời đất á, thì nó lại chạy xuống thấp, nhưng mà rồi nó sẽ bốc hơi lên, rồi nó lên trên cao. Lên cao rồi nó lại dồi xuống. Nó là nó cái chu trình của nước là nó như vậy. Mặc dù á nó là hệ cứ xuống thì là nó là tìm chỗ nào thấp nhất á nó lại xuống. Cho nên nói là cố cơ ư đạo, tức là nó tìm cái chỗ mà thấp nhất nó ở, cho nên nó là giống với đạo. Giống với đạo đó là tức là thuần pháp đó. nó là cái mà biểu hiện cái sự thuần pháp tốt nhất. Không cần ai chẳng muốn chẳng gì chẳng thì nó tìm đường khác nó đi. Nó cứ vậy thôi. Mà nó không có tìm, không phải là nó tìm theo ý nó cứ thuần theo tự nhiên mà nó tìm, nó sẽ ra hết, nó mới là đúng. Còn bên đó là mình luôn luôn là theo ý của mình, mà càng cái ý của mình càng nhiều chừng nào á là càng bị gặp những cái đối kháng chừng đó. Tại vì khi mà mình đừng chọn cái gì cả, nó tới đâu tới.
tới đâu tới là nó giống như thầy lấy một cái ví dụ á, là mình đi vào một cái vườn hoa, bắt đầu mình bước vào cửa thì ở đây trước cửa nó treo một cái giò phong lan thiệt đẹp. Thấy cái vàng sông lan thiệt đẹp rồi, mình đi tới tiếp nữa thì nó có một cái chậu hoa cúc thật đẹp. Rồi thì cứ đi tiếp nữa thì trong vườn hoa mình sẽ thấy hết tất cả cái vẻ đẹp của vườn hoa. Còn nếu như một cái anh nào mà tới nó cái hoa cúc, nó trời cái hoa cúc này đẹp quá rồi, bà cứ ngồi đó và nói tôi chỉ chọn hoa cúc thôi chứ không còn cái gì khác nữa hết. Thì lúc đó đó anh chỉ có được hoa cúc nhưng mà anh mất hết tất cả. Trong khi cuộc sống là vô cùng, chứ không phải là chỉ cái mình chọn lựa, mà mình là chỉ chọn lựa một cái đó thôi. Cho nên khi mà mình, thầy mới nói cái câu là khi mà mình có một cái gì á, tức là mình đã mất tất cả. Nhưng mà khi mà mình chọn một cái thì những cái khác nó trở thành chống đối. Thí dụ như là mình thích lạnh thì nóng sẽ là chống đối, đại khái như vậy. Mình sẽ thích yên tĩnh thì náo nhiệt sẽ là chống đối. Cái nào mà mình chọn á thì đều là sẽ có cái chống đối. Còn nếu như mình á là khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh, khi không yên khi động thì mình cũng động, khi yên tĩnh thì mình yên tĩnh. Tức là cái này là mình nói thái độ tâm, chứ không phải là nói là mình theo cái đó. Thái độ tâm mình á, tức là khi tĩnh thì tâm mình vẫn không sao, mà khi động thì tâm mình cũng chẳng sao, thì lại là mình được cả hai. Còn nếu mình chọn tĩnh thì mình sẽ bị chống đối với động. Mình muốn địa vị cao là hiện giờ mình đau khổ rồi, tại vì mình chưa tới được cái địa vị cao đó là mình đau khổ rồi. Khi mình tới được cái địa vị cao đó rồi là mình sợ mất đi là cũng đau khổ rồi. Còn nếu như một cái người mà tự động nó lên, mình tới gần đó thì tới, mà không tới thì thôi. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng là thế này, cái quan trọng là cái người đó nhận ra được rằng là ở bất kỳ ở đâu và lúc nào hạnh phúc hay đau khổ là tùy ở thái độ của mình, chứ không phải là tùy cái hoàn cảnh đó. Bởi vì sao mà luân hồi? Vì sao mà gọi là luân hồi? Luân hồi á, hễ mà khi nào mà mình có tham sân á, bảo đảm mình sẽ trở lại chỗ cũ. Mình đi một vòng rồi là mình cũng trở lại chỗ cũ thôi, chắc chắn là như vậy đó, chẳng chạy được nào hết đó. Cho nên gọi là luân hồi. Nhưng mà khi mà mình mà không tròn một cái nào đó thì mình sẽ là vận hành cùng với trời đất. Mình sẽ cùng với trời đất là một. Bởi vì trời đất vận hành như thế nào thì mình vận hành theo hết, cho nên mình không bị kẹt lại vào đâu hết. Còn nếu mà mình mà đã chọn một cái rồi á, thì là mình bị kẹt lại liền. Mà cái kẹt lại không phải kẹt lại, mà mình chống đối lại với những cái còn lại. Cho nên là lúc đó mình sẽ là đau khổ hơn. Ví dụ cái câu chuyện mà thầy hay kể là câu chuyện mà cái ông đó đó, ông làm thờ đục đá đó. Cái ông đó ông làm thờ đục đá, ông mới ngồi đục một hồi, nó mỏi lưng rồi đau nên mỏi tay. Ông thấy một cái ông vua là cưỡi voi cưỡi ngựa đi ngang qua, rồi có người hầu kẻ hà thì là sung sướng quá. Ông nói cha mình mà được làm như ông vua nó mới là hạnh phúc á. Thì ông mới là liền là biến thành cái ông vua đó liền ông ước cái là ông được liền, ông biến thành ông vua. Biến thành ông vua xong rồi á, thì ông mới đi một đoàn, thì đi qua một cái vùng nóng, trời giống như sa mạc á, mà trời nắng nóng quá chịu không nổi. Ông nói như vậy mình cũng còn thua mặt trời, làm mặt trời á mới là oai, vua cũng phải sợ. Bởi vì là đến ngang đó mà vua mà nóng quá rồi thì cũng là chịu không nổi. Thì ông mới nghĩ ước gì làm mặt trời, nghĩa là ông được làm mặt trời liền. Ông làm mặt trời là thôi rồi, bây giờ mình là nhất rồi, anh chiếu xuống là coi như là ai cũng phải là khiếp sợ anh hết. Thì là đến cái mùa mây nó che, mình chiếu xuống quá đó, cho nên nó, nước nó bốc lên nó thành mây nó mới che hết trơn, thành anh chiếu không được nữa. Ông mới nói
chà, mây nó cũng hay hơn, cũng hơn mình nữa. Mình tưởng là mình là nhất rồi mà tới mây nó cũng chai mình. Thôi anh lại ước làm mây thì anh làm mây. Mây ra anh bay 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 anh chai hết à, chai hết á. Thì đến cái mùa gió, cái gió nó thổi tan tác mây hết rồi. Nói vậy là mây cũng còn thua gió. Thua gió cái anh ước gì làm gió. Anh ước làm gió một cái á, anh thổi, anh thổi tan tác hết tứ thì anh cũng thổi tan tác hết á. Nội bạo, nội giông tố bạo bùng lên hết á. Thổi tan hết. Mà núi đá chẳng sao hết. Thổi hoài núi đá cũng không sao hết trơn á. À, anh nói, ủa vậy núi đá còn hơn mình sao? Kệ anh ước gì thành núi đá. Anh biến thành núi đá rồi anh đứng là ngẩng đỡ đầu lên thấy mình oai bao là giờ không có ai, không có ai nữa hết đó. Thì lại thấy cái anh đục đá, anh cứ đục mình ra. anh cứ đục mình ra từng mảnh rồi đó. Nó vậy thì mình ước gì mình làm được cái ông thờ đục đá. Cái anh biến lại như cũ. Thì ngồi anh cứ đục cái đá như cũ. Đó là vậy thôi. Thì em mới gọi là luân hồi. Bây giờ bảo đảm mà. Bảo đảm là mình cứ hỏi mấy cái người mà họ ăn mà thật là sang trọng, mà nào là sơn hào hải vị đó. Mà bây giờ luộc rau cho thật ngon. Rồi nhiều khi là chỉ cần có khoai lang nướng cho thiệt thơm là chắc chắn là anh là thích. Mà cái đó là cái mà hồi xưa anh ở nhà quê là anh chán quá rồi. Bây anh mới lên thành phố, anh mới cố gắng học hành để mà cho nó thành đạt, để mà làm là chức vụ này chức vụ kia. Rồi bây giờ ăn uống là sơn hào hải vị gì cũng có hết trơn á. Có khi có nhiều người là bay máy bay để từ đây qua Thái Lan ăn sáng rồi bay về bên này ăn trưa, đại khái vậy đó. Chắc không, có nhiều người thích chơi kiểu đó. Nhưng mà thực ra như vậy thì chẳng có hạnh phúc gì cả, cuối cùng rồi lại thích rau luộc. Thành ra không có cái gì đó. Đời này cũng chẳng có cái gì mà là nó luân hồi à. Cái luân hồi đó là vậy đó, tức là nó sẽ trở lại. Cái mình ghét á, sau này mình sẽ là mình sẽ gặp lại. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Khi người thân của mình bị tai nạn do người khác gây ra và qua đời, thì mình phải hiểu như thế nào trong sự việc xảy ra như vậy để mình bớt đau khổ và thương xót? Cái này là có một cái câu chuyện. Câu chuyện mà cách đây cũng khoảng 10 năm, thầy đã phải khuyên một cái người Phật tử. Cái người Phật tử đó là khi học trung học á, thì học ở nhà, học trường ở gần nhà. Cho nên là cái cô đó cô có thời gian để mà chăm sóc cho một cái đứa em. Đứa em nó hơi tật nguyền một chút. Thế rồi sau đó là khi mà đi học lên đại học á, thì cô học đầu đại học học ở Đà Lạt, cho nên cô phải ra đi. Cô ra đi á, thì thiếu cái người mà chăm sóc cái đứa em mà tàn tật rồi. Thì một cái hôm á, là đứa bé đó nó tự nhiên nó chạy ra đường, thì một chiếc xe là nó đụng và đứa em chết. Thế thì nó viết thư cho thầy, nó nói con, nó cứ than thân thân trách phận, nó nói tại con chỉ lo việc đi học đi hành, cho nên con không có lo cho em con ở nhà. Bây giờ là nó đi nó đụng chết, bị đụng chết, tức là con á, con những người trong nhà, những người còn lại á, tức là mỗi người thì mỗi ý kiến. Cái người trong nhà thì người nói là tại cái ông xe nó chạy bất cẩn cho nên là chết cái đứa bé đó. Nhưng mà thầy nói là không có ai có tội gì hết. Nó chết là nó chết rồi, chẳng có ai có tội gì hết đó. Bởi vì á, bây giờ này con á, là vì do đi học thì con cũng vẫn hết lòng với em mình, tại vì mình đi học có điều kiện tự nhiên nhờ đi học thôi, chứ đâu còn có cái ý mà mình để cho không thiếu trách nhiệm mà để cho em ở nhà. Mà nó để ở nhà chứ đâu có nói là nó ra đường để chết, cho nên con không có trách nhiệm gì trong đó hết trơn. Thương thì cứ thương, nhưng mà đừng có đổ cho cái tội đó là tội của mình đó. Con không có tội gì trong đó hết trơn. Cái thứ hai, đừng đổ tội cho cái ông tài xế. Không có ông tài xế nào mà cứ muốn tông người chết hết đó.
Trên đời này không có bất kỳ một cái ông tài xế nào mà cố tông người chết, trừ khi á là vì tức giận ai đó cho nên tông chết á, thì cái đó có thôi. Thế còn người ta đang lái xe ngoài đường mà tông một cái người chết là chẳng có ai mà có cố ý làm chuyện đó hết trơn á. Bởi vì có một lần á, thầy đi ra miền Trung thuê một chiếc xe, có mấy người Phật tử ở bên nước ngoài họ về, họ mới muốn ra miền Trung thì họ mới thuê một chiếc xe và họ thỉnh thầy đi, thì thầy ngồi phía trước. Tới ngang này cái chỗ đâu Nha Trang cái chỗ nào đó thầy quên rồi, thì một đứa bé đó nó mới giỡn chơi gì hai bên đường, nó chơi bên trên lề đường, nó hất cái gì đó thì nó hất một cái nó ra ngoài đường, mình ngay trước mặt mình thấy rất rõ. Thì chiếc xe đang chạy như vậy mà nó hất ra một cái là nó không biết, nó không để ý tới chiếc xe, nó không để ý tới chiếc xe, mà nó chỉ ham chơi cái mà nó hất đó thôi. Nó hất cái ra ngoài đường, cái nó chạy ra, nó đánh nó hất tiếp, thì chiếc xe bùng một cái. Thầy ngồi rất là tỉnh, thấy rõ ràng là nó đẩy cái thằng bé nó xa 8 thước ra tới 8 thước rớt xuống, nó là chết ngay tại chỗ. Thì trong nhà là ra thường thường tài xế như vậy là sợ lắm, mà may lắm mà có thầy hôm đó. Thầy ra thầy mới kể lại cái chuyện đó. Thì cũng may thêm một cái nữa là cái chỗ đó là một cái ngã ba, thì cái phía mà tông xe nằm phía bên này, rồi bên kia cái ngã ba có một cái quán, thì cái người mà bán quán bên đó cũng thấy cái thằng này nó làm như vậy, tức là nó đúng với lời khai của thầy. Thầy nói tôi thấy đứa bé nó làm như vậy, thì cái bà bên kia, bà cũng hỏi bà bên kia thì bà cũng xác nhận đúng như vậy. Như vậy á là cái ông tài xế này á, người ta giữ xe rồi sau đó người ta đưa ra tòa. Nhưng mà cái ông tài xế này, ông cũng mặc dù là chết người đó, nhưng mà thật ra ông cũng không có tội, bởi vì cái chuyện bất ngờ mà đứa bé nó nhảy ra chứ ai mà muốn giết đó. Nhưng mà đều có cái lời khai của mình, có cái lời khai của bên kia vô đó, thì rõ ràng là cái rủi ro mà cái đó mình đâu có biết được. Thế bây giờ cái em bé này nó là tàn tật, nó cũng không đủ sáng suốt, thế tự nhiên nó đi ra ngoài đường nó chơi, nó đi ra nó chạy qua đường cái thì xe nó tông chết. Thì cái ông đó cũng là đáng thương, cái ông tài xế cũng đáng thương, cho nên là mình đừng có làm khó dễ cái ông tài xế đâu có gì đó. Mà trong nhà cũng chẳng có ai có tội gì cả, tại vì nó đi bất thân nó ra như vậy chứ ai mà giữ nổi. Rồi thì như vậy ấy, chỉ có một cái là chỉ có cái nghiệp của đứa bé nó đến lúc đó là nó chết rồi, nó phải chịu rồi. Cho nên nhiều khi ấy, là mình nó là vì thương con rồi mình nó là cứ là đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia, hoặc là tự nhận lỗi cho mình một cách sai lầm. Thế cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời này á, là nó có cái mức độ quan hệ nhất định, nó không phải là không phải là cái gì cũng là do là mình tạo ra, mà cái đó là cái nghiệp của mỗi người, nó tới đó là nó phải là như vậy, là như vậy. Thì tất cả mọi cái nhân duyên đó, trừ khi mình cố ý, còn nếu mà mình không cố ý thì không có tội gì cả. Ví dụ như người thân của mình mất, nhưng mà mình đâu có cố ý mà giết hại đâu. Nhưng mà bây giờ cũng có những trường hợp cố ý, nhưng mà cái cố ý đó là cố ý thiện hay là cố ý ác nữa. Cố ý thiện hay là cố ý ác. Bởi vì là có những cái trường hợp mà thầy kể đó, thầy kể trong cái cuốn sách của thầy viết đó, thầy có kể cái chuyện là nói là có một cái toán lính trong một chiến trận đó, hai bên đang đánh nhau, thì bên kia nó pháo kích qua nhiều quá, cho nên cái toán lính bên này là bị thương rất nhiều. Thì cái anh đội trưởng là anh quyết định là phải rút lui, trong thôi là nó cứ pháo kích. Nhưng mà trong khi đó thì trong khi mà đang có ý định rút lui, thì thêm một người bạn nữa lại bị trọng thương vì một quả pháo nữa. Thì trong khi trọng thương đó thì anh ta bây giờ đưa đi cũng vô ích, bởi vì đưa đi thì cũng không chỉ là làm cho mình cái đường rút của mình nó chậm lại thôi. Mà để như vậy á
thì vẫn cứ bị tiếp tục pháo kích nữa, và trước sau cũng chết. Bởi vì cái đánh giá trên cái mà bị thương đó, đó là không có cách nào mà sống, mà có sống được nữa cũng thể nào sống được tốt đẹp được, bởi vì tan nát hết trơn rồi. Thì ông đội trưởng đó, ông là bạn thân, nhưng mà ông bắn chết rồi ông trò rút luôn. Thì như vậy bây giờ mình nói là cái đó là tội sát sanh hay là không tội sát sanh, cái đó đừng có tính toán cái chuyện đó, không thể nào tính toán được chuyện đó, không tính toán, ăn thua lương tâm mình thôi, chứ còn không có tính toán được chuyện đó. Thì cái hành động đó là một hành động tức thời với lương tâm của mình thôi, chứ còn mình không thể nào mà cứ ngồi mà nói đem giới luật ra là nói đây là tội sát sanh rồi là thế này thế kia. Là nhiều khi nhiều người nó quá là nặng nề vào cái chuyện mà giới luật chế độ này nọ, rồi tự ràng buộc mình vô ích. Và một hành động dũng cảm, và nó phải là cái việc làm tức thời. Còn tội hay không tội á là chuyện đó tính sao. Có khi là tội mình cũng phải đáng chịu, nhưng mà trong trường hợp đó phải làm, là cứ làm. Cho nên đó là mình hãy liên hệ cái chuyện này qua chuyện khác, mà những cái liên hệ nó đâm ra là nó thực ra chỉ là lý luận thôi. Cho trên thực tế đó là mình làm là đúng cái thời điểm đó là phải làm như vậy thì phải làm như vậy, chứ không còn cách nào khác. Thì là được. Và lúc đó đã nói được á, được có nghĩa là lúc đó nó phải làm vậy, mà đã phải làm vậy thì nếu tội thì mình cứ chịu tội, đâu có sợ. Nếu mà thực sự tội thì mình cứ chịu tội thôi chứ sợ gì. Đã làm thì mình chịu thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu mình phải lo. Nhưng mà khi cái lương tâm của mình đã làm như vậy thì là mình cứ làm như vậy. Thế nhiều khi á, là bởi vì do mình á, là quá lý luận trên một cái đạo đức lý tưởng, đâm ra đó là mình cứ sống theo một cái bản giá trị đạo đức nào đó, cho mình không sống thực sự với lương tâm mình. Mà trong cái lương tâm đó đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành là đóng vai trò chính. Ngoài ra trong đó nó còn có cái tình thương yêu, sự cảm thông. Thí dụ như thế này, hồi đó thầy lâu lâu thầy về thăm mẹ thầy. Mẹ thầy là 86 tuổi. Lúc đó còn chưa tới 86 tuổi, chắc còn 84 tuổi. Thường thường mà thầy về á là mẹ thầy là ra nấu, là nấu ăn, rồi là mẹ nó thương con lắm. Nên là nấu ăn đồ này kia rồi. Nhưng mà đến một cái tuổi á là mẹ thầy bị cơm á, mắc cơm, cho nên nó là không còn thấy nữa. Bây giờ thầy về là thầy phải nói thì mới biết, chứ còn không nói là không thấy. Thì hồi đó đó là có một cái người Phật tử mới nói rằng là bà của con á là tuổi còn hơn mẹ của thầy nữa. Nhưng mà qua bên nhà thương là bộ mắt là thấy rõ đó. Ngồi bên đây xong mà nhìn qua bên kia xong thấy hết, rất thoải mái. Thì thầy nghe như vậy á, thì thầy có một cái người là chị dâu là làm ở trong nhà thương á. Thành ra thầy nói là bây giờ là cái chi phí mà bộ mắt đó để thầy chịu. Còn bây giờ là chị á, này nói như người chị dâu á, là đưa mẹ vô trong nhà thương. Thì bác sĩ họ cũng hết tận tình đó, bởi vì bà cái bác sĩ là quen. Cho nên bác sĩ họ cũng làm tận tình. Nhưng mà khi mộ sống á thì gặp thầy á mà mẹ thầy nói như thế này là thầy cũng phải chạy nước mắt đó. Bây giờ mẹ vẫn không thấy. Đại khái có thấy mờ gì đó chứ mà không thấy, tức là thay vì không thấy hồi đó cái có lẽ là cái bộ mắt còn dở hay sao đó không biết. Thì vẫn là có thấy, nhưng mà cái thấy đó nhưng mà có lẽ là bị sao đó, cho nên nó hơi bị nhức mắt, khó chịu. Đâm ra mẹ thầy nói như thế này, bật đèn sư bắt mẹ bây giờ là mặc dù nó có thấy mà mờ nhưng mà đều là nó nhức, khó chịu. Thầy không biết sao nữa, bởi vì mình á là mình là muốn cho mẹ thấy cho nó sáng, mình về mình gặp mẹ nói chuyện, mẹ con nói chuyện rồi này kia. Nhưng bây giờ mình hóa ra mình làm cho mắt mẹ mình là đau nhức, khó chịu. Mà thực ra có sống thêm mấy năm nữa, có thấy thêm mấy bữa nữa cũng đâu sao đâu.
Nhưng mà mình thấy mẹ mình không để mắt mù thì mình cũng thấy là tối. Mà lại cái nhân duyên là có người nói là bên nhà thương rồi có rất là cái điều kiện rất tốt, thế thì mình làm một cái động tác. Cái động tác này nhiều khi cũng vẫn chưa chắc đã đúng. Thì cái đúng sai mình đâu có biết, nhưng mà mình thì mình làm là mình thương mẹ mình làm thôi. Còn bây giờ mẹ bị đau như vậy thì mình cũng phải chịu thôi chứ không biết sao nữa. Nhưng mà rõ ràng mình không có cái ý là hại mẹ mình, thì mình thương mẹ thôi, chạy nước mắt thôi chứ không biết sao giờ. Giờ thôi, cuộc đời nó là vậy. Thì cuộc đời nó bất toàn, cho nên vừa rồi thầy mới nói rằng cuộc đời là bất toàn, đừng có muốn hoàn toàn. Muốn cuộc đời hoàn toàn đó là một sai lầm. Nếu cuộc đời hoàn toàn, tại sao lại giác ngộ lại là giác ngộ ra vô thường của vô ngã? Giác ngộ là giác ngộ vô thường của vô ngã, chứ đâu phải giác ngộ cái chuyện gì ghê gớm đâu. Như vậy thì tức là giác ngộ ra sự bất toàn của cuộc sống. Thế sao mình lại cứ muốn hoàn toàn? Cái muốn hoàn toàn đó mới là sai lầm. Cho nên thầy ra ngoài Hà Nội, thầy giảng tới cái đoạn đó, thầy nói là đố các Phật tử là Đức Phật vì sao mà được gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn. Không ai trả lời được cái đó. Thầy nói tại vì Đức Phật giác ngộ ra được là cuộc đời là bất toàn. Nó ngộ ra được sự bất toàn, cho nên ngài mới là hoàn toàn. Bây giờ mình phải trọn vẹn với tại đây và bây giờ. Đừng có hối tiếc một cái chuyện gì quá khứ, cho dù là cái chuyện đó là chuyện sai lầm thật sự cũng không có chuyện gì để phải hối tiếc nữa, mà mình phải làm tốt nhất mình có thể trong hiện tại là được rồi. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng trong năm nay. Có hai điều thầy muốn nói. Điều thứ nhất là hôm nay là buổi học cuối của cái khóa này, cho nên là thầy chúc các Phật tử sang năm mới Tết tới thì là mọi chuyện đều thay đổi tốt đẹp. Cái thứ hai là đặc biệt là trong cái việc mà tu tập, đặc biệt là trong việc tu tập á, bởi vì á thầy cũng có lên trên mạng thì nhiều khi thầy cũng hơi cảnh báo các Phật tử chút, vì nhiều khi say sưa trong cái việc mà hỏi cái lý quá đó, cho nên thầy nói là đừng có lý, phải tự mình chiêm nghiệm để mà thấy đi. Không phải là thầy muốn ngăn chặn cái chuyện Phật tử hỏi, nhưng mà phải chiêm nghiệm cái đã, chiêm nghiệm cho đến chừng nào mà không có thấy ra được là lúc đó hỏi. Nhiều khi nó cái sự thật nó sẽ giúp cho mình thấy ra, chứ đừng có quá tin vào những cái câu hỏi mà có tính chất là để mà thỏa mãn cái hiểu biết. Nhưng mà trong tu tập á thì lại là rất cần thiết. Nếu tu tập mà kẹt chỗ nào đó thì cứ tới hỏi ngay, chứ đừng có sợ là thầy mất thì giờ hay là thầy bận rộn gì cả. Là bởi vì á trong cái việc mà tu tập á, mà nếu mà nó bị khựng lại, nó bị kẹt lại á, thì trong những cái cần thiết để khai thông đó thì thầy sẽ sẵn sàng. Và nếu cần tới đây cũng được, tới đây để mà thầy có, ví dụ như có cái ông đó học cái khóa trước, ông về là ông bí, tại ông sợ thầy bận. Mà sau cuối cùng ông nói là bây giờ chỉ có thầy mới là giải quyết thôi, chứ vì trường này thầy dạy mà. Thế ông lên là thầy chỉ nói chuyện với ông một chút xíu là ông đã thông hoàn toàn. Ông nói đáng lẽ là con hỏi tới mấy câu lần mà thầy giải quyết câu đầu cái là mấy câu sau nó thông hết luôn, khỏi hỏi nữa. Nó chỉ cần á, nhưng có những cái chỗ mà mình chỉ cần đã thông cái là nó thông suốt hết. Cho nên các Phật tử đừng có ngại gì hết, cứ tới hỏi thầy đàng hoàng. Chỉ cần người vì có thể là thầy không có ở nhà, nếu mà cứ đến không có khi không có thầy, hoặc là có khi tới là thầy bận, cho nên là gọi điện thoại trước hoặc là nhắn tin hoặc là gọi trên email gì đó thì là thầy sẵn sàng trả lời. Buổi học tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng. Tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng. Tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng. Tạm ngưng ở đây để đứng dậy hồi hướng.